quần lót nữ à? Ta gàm thật đấy, dám mang phụ nữ lên xe của mình để làm chuyện đấy. Mới làm chuyện đấy trên xe của mình xong, thảo nào yêu đời vui vẻ gớm nhỉ. Cô Sang này. Dạ. Cậu thấy ai người lạ lên xe của tôi đấy à? Không hả? Em có cho ai lên đâu hả sếp? Dám làm không dám nhận à? Thằng hèn. Em nhìn đi, nhìn xem cái này là cái gì. Đây là quần lót của nữ mà. Em có biết anh lấy nó ở đâu không? Anh lấy ở đâu đấy? Anh lấy ở trong xe của mình. Sang tài xế, nó dám vắt gái mày, nó làm mấy chuyện bậy bạ trên xe của anh. Bây giờ nhá, em gọi ngay cho nó nghỉ việc đi. Anh nhìn thấy mặt nó không thể chịu được. Thôi, anh bình tĩnh đã, để xem giải quyết thế nào chứ. Với cả, đây là một lỗi nhỏ, anh mà đuổi việc thì khắt khe quá rồi. Dù sao, cậu Sang cũng làm cho anh mấy năm nay rồi. Tính tình của cậu ấy thì nhanh nhẹn, chỉn chu, chưa bao giờ làm lỡ việc hay là lỡ thời gian của anh đúng không? Bây giờ chẳng nhẽ vì một lỗi nhỏ như thế mà đuổi việc à? Lỗi nhỏ? Theo em cái đấy là lỗi nhỏ à? Nếu mà nó muốn ấy thì mua ô tô xong rồi dắt gái thích làm gì thì làm. Chứ làm trên xe của anh ấy, anh không chấp nhận được. Thôi, anh đừng có cáu nữa. Cứ để đấy, em sẽ nhắc nhở cậu ấy cho. Dù sao ấy thì Sang cũng là con trai mà. Mà con trai hay có sĩ diện lắm. Với cả em thấy cậu ấy cũng là một người hiểu chuyện. Chỉ cần nhắc nhở ấy là sẽ không có lần sau nữa đâu. Thôi, đừng có giận nữa. Để em xử lý chuyện này cho nhá. Thôi được rồi, anh là anh nể em lắm ấy nhá. Em nhắc nhở nó đi. Còn một lần sau nữa ấy, thì đừng có trách anh không xin xỏ gì hết đâu. Biết chưa? Rồi, để em lo cho. Chồng của em đúng là người tuyệt vời nhất mà. À, anh ở ngoài này đợi em đi. Để em vào trong, em nhắc nhở cậu ta cho. Này, làm cái gì đấy? Đây không phải là chỗ phù hợp để thân mật đâu. Thì anh với em đã bao giờ gặp nhau ở chỗ nào phù hợp đâu. Toàn là vụng trộm ấy chứ. Em không đùa đâu. Lão chồng em đứng ngoài đấy. Anh ta bảo em vào đây để nói chuyện với anh ấy. Thế chứ. Em nói hắn ta đã phát hiện ra chuyện của hai chúng mình rồi á? Đúng. Anh ta phát hiện ra rồi. Phát hiện ra là anh đưa gái lên xe làm chuyện ấy. Nhưng mà may là không phát hiện ra em đấy. Thế hắn ta nói gì? Bây giờ anh còn quan tâm đến việc anh ta nói gì à? Anh không nghĩ đến cảm xúc của tôi à? Tôi hỏi anh nói đi. Có phải anh đưa gái lên xe không? Tất nhiên là anh quan tâm đến em hơn. Thế nhưng mà anh làm gì có người con gái nào khác. Em đang hiểu nhầm anh rồi đấy. Anh đừng có ngụy biện nữa. Chồng tôi nói là nhặt được một chiếc quần lót của nữ ở trên xe. Tôi xem rồi. Rõ ràng cái quần đấy không phải là của tôi. Anh nói đi. Cái quần đấy là của ai? Chẳng nhẽ là của anh chắc? Nhưng mà anh không làm chuyện đấy. À tôi chết rồi. Anh lại cho thằng bạn anh mượn xe để nó đi tán gái. Chắc là cu cậu máu quá, muốn thử cái cảm giác mới lạ. Thế nên là mới làm luôn ở trên xe. Chết rồi. Như thế này là nó gây họa cho anh rồi. Anh nói thật không đấy? Anh xin thề. Anh mà nói sai nhá, từ mai anh không gặp em nữa luôn. Mà em biết anh không gặp em thì anh làm sao mà chịu được. Thôi rồi, em tin anh lần này đấy. Nhưng mà lần này là nghiêm trọng hơn đấy nhá. Chồng em định đuổi việc anh. Em xin mãi anh ta mới đồng ý cho anh làm tiếp đấy. Tóm lại là anh ta nghi ngờ anh rồi. Cho nên từ nay về sau chúng mình phải cẩn thận hơn. Trên cái xe này không còn an toàn nữa đâu. Ồ, thế nhưng mà không làm trên cái xe này thì mình biết làm ở đâu. Anh ta thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh em.
Còn anh ấy thì lúc nào cũng phải túc trực ở trong cái xe này để sẵn sàng đưa anh ta đi gặp đối tác. Chỉ có cái lúc anh ta đi họp thì chúng ta mới thành thơi, thì mới làm được ở trên xe này một tí thôi. Thế bây giờ anh hỏi em nhá, không làm ở trên xe này thì mình còn làm ở đâu hả? Để em nghĩ cách khác. À, chồng ơi, anh có nhớ cái thương hiệu thời trang mà em hay mặc không? Người ta ra bộ sưu tập mới rồi đấy. Chẳng biết bao giờ em mới được mặc nhở. Trong khi đấy nhá, chị Thu vợ của tổng giám đốc ở bên Ham ý, người ta đã có rồi. Thì em cứ mua thôi, hỏi ý kiến anh làm gì? Thật á? Ừ. Vậy bây giờ em đi shopping luôn nhá. Đi luôn nhỉ, để anh đưa em đi nhá. À không, anh vừa phải họp xong, em sợ anh sẽ mệt đấy. Cứ để em đi mua cũng được. À, hay là anh ngồi trên xe, anh đọc tạm sách đi, chờ em một lát rồi em ra nhá. Thế thì à, anh ngồi trong xe đợi em nhá. Hay là tiện thể anh nhờ cậu sang hóa sách đồ em. Em sợ là em mua nhiều, mà một kính sách ấy thì mỏi tay lắm. Thôi được rồi, em cứ lên đi, để anh bảo sang nhá. Sao? Anh thấy cách này của em thế nào? Ừ, em đúng là một con cáo. Chuyện gì em cũng có thể nghĩ ra được. Thì em phải làm như thế để vụng trộm được cái tài xế của chồng chứ. Là chồng em ấy đúng thật là một thằng ngu này. Hắn ta lại còn ngồi ở trong xe canh để cho bọn mình tình tứ ở trong này. Hắn ta mà biết được thì chúng ta điên lên rồi nhồi máu cho tim mà. Ôi trời, cô ấy quên không cầm thẻ đen của mình đi rồi. Quái lạ, sao cô ấy lại tắt máy nhỉ? Quái lạ, sao đi cả trung tâm thương mại không thấy họ đâu nhỉ? Anh nhớ em quá. Vừa mới nhìn thấy hôm qua ở trên xe xong, thì mà hôm nay đã nhớ rồi á? Ừ. Anh mà khỏe như thế là em thích lắm đấy. Thế à? Thằng chồng của em nó chỉ được cái kiếm tiền giỏi thôi, còn cái việc làm cho em sung sướng thì không bao giờ giỏi bằng anh đâu. Mày làm gì này? Ơi chồng, em tưởng là anh đang đọc sách ở trên xe cơ mà, sao anh lại ở đây ạ? Tôi đi tìm cô để tôi đưa cho cô cái thẻ ngân hàng để cô đi shopping cho nó thoải mái. Thế mà những gì tôi nhận được là những thứ ghê tởm như thế này à? Không, anh ơi, tất cả chỉ là nhầm thôi, anh em nói đã. Hiểu nhầm á? Chính tai thằng này nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người mà là còn hiểu nhầm. Tôi chỉ là cái thằng đi kiếm tiền, còn cái thằng mà đem lại hạnh phúc sung sướng cho cô là nó đúng không? Thì ra đây là lý do mà cô bảo vệ nó khi mà tôi nhặt được chiếc quần lót trên xe ô tô của tôi. Thế mà tôi không mảy may nghi ngờ gì cô. Tôi yêu thương cô như vậy mà cô đối xử với tôi như thế à? Còn mày nữa, tao đúng là nuôi ong tay áo. Tao cho mày công ăn việc làm ổn định, tao cho mày mức lương gấp mấy lần cái thằng lái xe ở ngoài kia. Thế mà mày đâm tao một phát đau phết đấy. Chúng mày ngoại tình trên xe ô tô của tao, chúng mày nghĩ tao là con rối của chúng mày à? Sếp ơi, em chót dại thôi. Sếp tha cho em, sếp đừng đuổi về em nhá. Kìa, sếp. Sếp nói gì đi. Chứ em nói thật là em mới sai phạm lần đầu tiên thôi ạ. Sếp đừng đuổi việc em nhá. Cô quay lại mà nhìn nó kìa. Cái thằng đàn ông mà cô giấu giếm tôi để ngoại tình, quay lại mà xem nó hẹp như thế nào kìa. Chồng ơi, em biết sai rồi ạ. Em biết làm thế là ngu muội. Em hứa từ nay về sau em sẽ không bao giờ tái phạm ở đâu. Bỏ qua cho em lần này nhá. Cô im mồm đi.
Cô có biết trên đời này tôi không bao giờ thiếu cái gì không? Đấy là phụ nữ. Cô nghĩ rằng tôi không tìm được ai xinh đẹp, tử tế, thủy chung hơn cô á? Bắt đầu từ ngay bây giờ, tất cả các thẻ ngân hàng của cô đang dùng sẽ bị khóa. Luật sư của tôi sẽ đến nói chuyện với cô về việc ly hôn giữa tôi và cô. Cô sẽ ra đi tay trắng. Anh đừng bỏ em được không ạ? Đừng ly hôn được không ạ? Em hứa em sẽ không bao giờ tái phạm ở đâu. Tất cả là tại nó dụ dỗ em đấy ạ. Đi buộc. Còn mày. Sếp ơi, sếp đừng đuổi việc em nhá. Em nói thật đấy, em không thể tìm được cái công việc nào nó tốt hơn cái công việc này sếp ạ. Em xin thề là từ bây giờ em chỉ có trung thành với anh thôi. Em mà nói sai nhá, em là con chó luôn. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Từ giờ trở về sau, tao mà gặp mày ở đâu thì tao không chắc là mày còn nguyên vẹn đâu. Biến đi. Chồng ơi, chồng ơi, chồng. Thằng hèn. Tất cả là tại anh. Tại anh mà tôi mất tất cả rồi đấy. Này, có mà tại vì cái kế hoạch ngu ngốc của cô ấy. Bây giờ ấy thì hay rồi. Tôi đúng là ngu mới đi tìm cái mặt cô. Anh sao? Sếp Đạt bảo tôi đến lấy chìa khóa xe. Em, thế là em biết hết rồi à? Đúng. Thì ra bấy lâu nay còn dám ngoại tình cả vợ của sếp đấy. Thì anh luôn nói là anh yêu một mình tôi thôi. Anh cũng còn đồ khốn nạn, đồ tệ bạc. Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Này, anh cũng dám ăn nằm với cả thư ký của chồng tôi á? Vậy là cái quần lót kia là của cô ta đúng không? Thằng hèn, anh dám lừa dối tôi à? Anh là thằng khốn nạn, anh chết đi, anh chết đi, anh chết, anh chết đi! Bắt đầu đi. Sau đây mời những thí sinh tham gia buổi tuyển chọn vợ cho chủ tịch tập đoàn Ham Group bắt đầu. Người đầu tiên, thí sinh 105, Kiều Trinh. Ôi, tay của tôi. Cô có nghiêm túc không đấy hả? Đi thi mặc quần áo như thế à? Đi vào trong thay đồ nhanh lên. Cái ngữ như cô ta mà cũng tính đi thi làm vợ chủ tịch á, không biết thân biết phận, nên cái đếch gì mà đấu cả bọn mình. Cái loại không cùng đẳng cấp như thế, loại là phải thôi. Tiếp tục đi. Thí sinh tiếp theo, 516, Vũ Ngọc. Cô ơi, cô bình tĩnh đã. Tôi không phải là biến thái đâu. Tôi là nhân viên quán này. Tại cô chạy nhanh quá nên là va vào tôi thôi. À đây à. Tôi có tạp dề, cô đeo tạm đi. Cảm ơn anh. Váy của cô bị rách sao? Sao lại... Tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng lúc nãy cái váy của tôi vẫn đang lành lặn, tự nhiên nó bị rách, rồi nó tuột một phát xuống luôn. Mà tôi còn đang tham gia một cuộc thi, bây giờ váy rách thế này chắc chắn là sẽ bị loại mất. À đúng rồi, anh ơi, anh có kim chỉ không? Anh cho tôi mượn, tôi xem có khâu lại được cái váy của tôi không. Ở đây tôi lại không có kim chỉ rồi. Vậy là xong rồi, tôi mất cơ hội rồi. Cô đang tham gia cuộc thi ứng tuyển vợ của cậu chủ Cường, chủ tịch tập đoàn Ham Group à? Ừ. Nhưng tại sao cô lại muốn làm vợ của chủ tịch? Cô muốn đổi đời à? Cô chấp nhận lấy một người mình không quen biết chỉ vì tiền thôi ư? À, không. Đấy không phải là lý do tôi đến đây. À mà cũng không đúng.
Đúng là tôi đang cần một số tiền rất lớn. Mẹ của tôi đang bị bệnh thận, cần một số tiền lớn để chạy thận mỗi ngày. Mà gia cảnh của nhà tôi không phải là nhà khá giả gì cả, nên để lo liệu được số tiền đấy với tôi là không có khả năng. Mà tôi nghe nói cuộc thi này nếu như người chiến thắng ấy, sẽ nhận được 500 triệu tiền của hồi môn. Cho nên tôi đánh liều đến đây thi thử xem sao. Nếu mà tôi thắng, tôi sẽ cầm số tiền đấy để chữa bệnh cho mẹ tôi trước. Sau đấy tôi xin chủ tịch cho tôi đi làm và tôi sẽ trả sau. Vì tôi nghĩ chủ tịch không cưỡng ép chuyện tình cảm đâu. Hóa ra là vậy à? Tôi góp nhặt hết số tiền sinh hoạt của hai mẹ con mới mua được cái váy này để đi thi. Nhưng bây giờ công cốc thật rồi, tôi thất bại thật rồi. Cô ơi, cô cứ bình tĩnh đã. Tôi có cách giúp cô đấy. Anh làm cái gì đấy? Cô đứng lên đi. Này, anh lại làm cái gì nữa? Cô cứ tin tôi. Xong rồi đấy, cô có thể tự tin đi thi được rồi. Nhưng mà tôi mặc như thế này có ổn được không? Cô yên tâm đi, quần áo ấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Quan trọng là thần thái và tự tin. Cô tin tôi đi, tôi hiểu rất rõ cậu Cường. Cậu Cường không phải là một người đánh giá người khác có xuất thân, vẻ bề ngoài. Nên là cô tự tin lên nhá. Anh nói đúng, tôi cũng không còn gì để mất nữa rồi. Tôi sẽ quyết tâm, chắc chắn tôi sẽ làm được. Cảm ơn anh nhé. Cố lên. Ôi, đúng là cái loại mặt dày, còn dám quay lại với cái bộ dạng này á. Thế nào cũng bị loại thôi, phèn. Đúng rồi đấy. Kết quả không phải là do cô quyết định đâu. Rất sáng tạo. Cô gặp khó mà không nản. Đấy là đức tính tốt của một người vợ. Cô được vào vòng trong. Thật à? Em được chọn thật à? Không được rồi. Chỉ có 2 suất vào vòng trong mà con danh này được vào thẳng rồi. Còn mình và con nhỏ kia thôi. Phải nghĩ cách mới được. Không thì mình sẽ vào vòng nguy hiểm mất. Cô làm cho gì đấy? Tôi lỡ tay. Trời ơi, sáng nay chưa ăn gì bị run quá. Bây giờ cô vào rửa đi. Không chân bẩn thế này không thi được đâu. Để guốc ở đây tôi trông cho. Thế cô ở đây trông guốc giúp tôi nhá. Trách ý, thì trách mày ngu. Mày tin người. Vị trí vợ của chủ tịch chắc chắn thuộc về tao. Làm quá kém, đứng không được. Loại. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội thôi. Ai cũng xin lại như cô á thì chủ tịch mệt chết à? Cô là cô làm đúng không? Hay, kỹ năng cô kém như thế mà lại còn đổ lỗi cho người khác à? Cô có bằng chứng gì không? Nếu mà không làm được ý thì đi về đi. Đừng có cố làm gì. Không biết lượng sức mình. Cô có sao không? Để tôi đỡ cô nhá. Bỏ ra.
cô đã lọt vào vòng trong của cuộc thi tuyển vợ cho chủ tịch. Tiếp theo là vòng thi năng khiếu và kỹ năng làm vợ. Tưởng gì chứ, cái này em nhiều kinh nghiệm lắm. Chị thấy thế này đã đủ kỹ năng để làm vợ chưa ạ? Cô làm cái gì đấy? Dư chuột là test các trang trí như cô Trinh đang làm cái kìa. Thì tôi tưởng là test kỹ năng làm vợ ạ. Test kỹ năng làm vợ là kỹ năng làm bếp của vợ. Chứ cô nghĩ cái gì đấy? Tôi... Vòng 1 cô Trinh thắng, hai cô nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị cho vòng 2. Dạ vâng ạ. Không được rồi, con Danh này nhà quê có vẻ làm nhiều, biết nhiều hơn mình. Chả nhẽ lại để thua nó thì mất mặt lắm. Sao rồi? Tôi được vào vòng trong rồi. Tôi thành công rồi. Chúc mừng cô nhá. Tôi đã nói rồi mà, nhất định là cô sẽ làm được. Cảm ơn anh, may mà các anh giúp tôi. Nếu không tôi không phải làm nào cả. Chúc mừng. Tao chúng mày nhá. Tao biết ngay mà, không lý do gì mà mày có thể xử lý được cái váy đấy. Hóa ra là mày có tay trong à? Đúng là con ô xin. Thì chỉ đi với thằng nhân viên quen thôi. Hai đứa chúng mày lén lút sau lưng cậu chủ chứ gì. Cô đừng có mà vu khống cho người khác. Tôi và cậu ấy chỉ mới quen nhau lúc nãy thôi. Chẳng qua là váy của tôi bị hỏng thì cậu ấy sửa giúp, chứ có chuyện gì đâu. Mày nói là thế, nhưng mà thực hư thì tao biết được như thế nào? Chắc chắn là chúng mày thông đồng với nhau để hãm hại sau lưng cậu chủ chứ gì. Chắc chắn là như thế rồi. Để tao kiểm tra xem. Cô làm gì đấy? Để tao kiểm tra. À, thế cái lọ thuốc độc này là cái gì? Chúng mày giải thích đi, giải thích đi. Cô đừng có vu oan cho tôi. Tôi không biết tại sao nó trong gửi của tôi cả. Thế là hai đứa chúng mày không quen nhau đúng không? Được rồi, thế thì tao sẽ cho hai chúng mày hai sự lựa chọn. Thứ nhất là mày, mày chỉ cần đổ hết tội cho nó, cái thằng nhân viên này, thì mày sẽ được an toàn thi tiếp. Thứ hai là mày kết hợp với tao, đổ tội cho nó, thì mày sẽ được giữ lại ở đây để làm việc. Sao? Ai sẽ là người phải hy sinh nào? Tôi thật sự rất cần cuộc thi này. Tôi cũng rất cần công việc này. Đúng rồi, ai cũng ích kỷ thôi. Để tao xem hai đứa chúng mày tố nhau, tao ở giữa ngư ông đắc lợi. Có chuyện gì đấy? Cậu chủ, em bắt được hai đứa này. Chúng nó chuẩn bị bỏ thuốc độc vào nước của cậu này. Lọ thuốc này của ai? Của tôi. Không, không liên quan đến cậu ấy. Tất cả là tại tôi ạ. Không phải đâu, là của tôi đấy. Cậu chủ, cả hai đứa chúng nó cùng nhận tội rồi. Cậu đuổi cả hai đứa chúng nó đi đi. Chỉ còn mình em thôi. Em sẽ trở thành vợ của chủ tịch. Làm vợ của chủ tịch á? Cô đừng có mơ. Cái thằng Danh này, ở đây đến lượt mày lên tiếng đấy ạ. Thằng nhân viên quèn sắp bị đuổi việc nên là làm liều à? Im đi, vì cậu ấy chính là chủ tịch. Em xin phép ạ. Chủ tịch á? Nó chỉ là thằng nhân viên quèn thôi mà. Sao? Cô bất ngờ lắm phải không? Cô nghĩ vài cuộc thi đơn giản này là có thể làm vợ của tôi được á? Đương nhiên là không rồi. Tôi đã đóng giả nhân viên của quán để có thể thấy hết tất cả bộ mặt của mọi người và tất cả hành động của cô đấy, cô Ngọc ạ. Để guốc ở đây tôi trông cho. Thế cô ở đây trông guốc giúp tôi nhá. Tất cả đức, tài, sắc, cô đều không xứng làm vợ của tôi. Cô dùng mưu hèn kế bẩn để hại người khác được ấy, thì sau này chắc chắn cô cũng dùng với tôi được. Không phải đâu anh ơi, là em thích anh quá, em muốn làm vợ anh thôi. Anh cho em một cơ hội nhá, em sẽ không làm như thế nữa đâu. Thích tôi quá? Cô thích tôi hay là cô thích tài sản của tôi?
Vừa mới xong, cô còn khinh tôi là thằng nhân viên quèn cơ mà. Cô Ngọc này, cô không cần cố gắng nữa đâu. Cô không có cửa. Mẹ kiếp, đúng là mất thời gian. Anh là chủ tịch thật à? Đúng vậy, chính là tôi. Tôi rất ấn tượng về lòng hiếu thảo của em với mẹ, cũng như lòng dũng cảm của em đã nhận tội thay tôi, mặc dù đó không phải là lỗi của em. Rất là trượng nghĩa. Chúc mừng em nhé. Em đã vượt qua tất cả các vòng thi và thắng cuộc trong cuộc thi tuyển vợ của tôi. Nhưng mà anh biết rồi đấy, tôi chỉ cần tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi thôi. Còn chuyện cưới xin... Tôi biết, tôi cũng không vội đâu. Tài thưởng vẫn thuộc về em, để em có thể chữa bệnh cho mẹ. Còn chuyện tình cảm ấy, thì chúng ta cứ vun đắp dần dần. Tôi tin mình có thể khiến em thích tôi. Cảm ơn anh nhá. Em, cho tôi một cơ hội nhá.